Liên đoàn Lao động huyện Tân Phú phối hợp với Ban An toàn giao thông huyện vừa tổ chức tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông đường bộ cho hơn 100 công nhân lao động thuộc công đoàn cơ sở công ty Hai Fashion, khu công nghiệp huyện Tân Phú. Tại đây, công nhân lao động đã được nghe thông tin về tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và ở địa phương, được hướng dẫn chi tiết cụ thể những quy tắc khi tham gia giao thông, đặc biệt là tại các tuyến đường trên địa bàn huyện nơi tập trung đông phương tiện tham gia giao thông trong thời gian qua liên đoàn lao động huyện tân phú thường xuyên phối hợp tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền phổ biến pháp luật giao thông và văn hóa giao thông góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về giao thông đường bộ của đoàn viên công nhân lao động cũng như người dân trên địa bàn huyện